nè 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 quay vòng tròn nè, quay vòng tròn nè, nó nè nhõng bên nè, anh nó trời ơi xe xịn quá mấy bạn ơi, trời nè 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 nè, à khoan khoan, từ thắng lại, xe thắng lại xíu, phải chào các bạn đã. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè, và mình là Phong Cận TV đây, và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quơ mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hair True Team. Ta-da! Yeah! Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã quay trở lại làm thêm một video mới cho anh em xem ở đây. Và trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Thì đây mấy bạn ơi, bạn coi nè. Xin giới thiệu tất cả mọi người, đây chính là một cái xe mà do Phong mới vừa mua được các bạn ơi, thấy nó xịn chưa, xịn chưa. Trời ơi, xe này á các bạn là mình đã tiết kiệm tiền từ rất là lâu luôn, mình mới mua được á nha, bạn thấy mình ghê không. Vậy là từ nay mình đã có xe để mình đi rồi, mình sẽ không còn gọi là phải gọi là đi bộ nữa bạn ơi. Quá xịn luôn, quá xịn luôn. Đây mình sẽ cho bạn xem này nha, để bạn coi mình nè, à leo xe nè, à ngầu chưa, ngầu chưa, coi mình nè, nè 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 nè, đó bạn thấy ghê không, bạn coi mình lạng lách đánh võng cho bạn coi nè, đó thấy không, giống mình nhìn mình giống Racing Boy Việt Nam không. Ê, ai, rồi xong ngã cái xe luôn các bạn ơi, rồi xong ngã xe luôn rồi. Hey, nhưng mà không sao cả, bởi vì xe của mình là có chế độ tự động đứng dậy bạn ơi, bạn coi nha, 1 2 3 bùm đó. Xịn chưa, tự động đứng đứng dậy luôn nha, đó chạy tiếp nè, siêu xe bạn ơi. À khoan đã, đúng rồi ha, tại sao mà bây giờ mình lại không qua mình khoe cái xe này cho Hero Team ta? Đúng rồi, bởi vì trong Hero Team chỉ có một mình mới có siêu xe thôi, không có ai có hết. Phải đem qua kia khoe cho mọi người mới được. Đúng rồi, ok. Đem qua khoe, đâu qua khoe. Ok, leo xe nè, đó, phải đem qua khoe mới được. Trời ơi, siêu xe của Phong mà. Ok, còn bây giờ mình qua mình khoe xe này. Ui, có một đối tượng đầu tiên mày ơi, chính là anh Mr. Dịch. À, ok ok, để mình xuống mình khoe. Mày nè con, mày nè con, rõ bắt được con cá mập nè. Mày nè con, cái gì vậy? Dịch ơi, Dịch. Lên đây em cho anh coi nè, lên đây đây. Trời ơi, ủa mà anh đang làm gì vậy? Trời ơi, hôm nay phải đi bắt cá, tối nay làm bữa party nè, đang bắt mấy con cá, chứ gì đâu con cá heo xin lè. Trời ơi, bắt cá gì, lên đây em cho anh coi cái này còn ngon hơn mấy con cá nè, lên đây. Đâu cái gì ngon hơn đâu con gì. Đây, xin giới thiệu anh, rồi xong nó ngã luôn rồi, từ từ, để mình dựng xe lại, dựng lên lại. Ve chai gì mà ve chai, anh nghĩ sao vậy? Đây là siêu xe của em đó, anh thấy nó xịn chưa? Ờ, đây là siêu xe của em hả? Đúng rồi, em xin tự giới thiệu cho anh nha. Siêu xe này của em mua ở bên Trung Quốc mới vừa về đó. Đây là một siêu xe có 102 trong làng Hero Team. Trong làng Hero Team là không có ai mà có chiếc này đâu, một mình em có thôi, thấy ghê không? Ghê không? Trời ơi, siêu xe này bên Trung Quốc nhập về là đẹp nè. Trời ơi. Ủa? Cười gì? Ủa mắc mới gì anh cười? Hả anh cười gì? Xe em đẹp vậy mà anh cười gì? Siêu xe Trung Quốc. Ôi trời ơi, núp quá Phong ơi. Đây là đúng với chai siêu xe gì? Gì mà ve chai, xe này là em mới mua thiệt luôn á. Anh không tin á, anh coi nè, coi em nè. Em leo xe em chạy cho anh coi nè. Đó, thấy không? Trời. Ê, coi chừng đụng vô cái siêu xe của anh đằng sau kìa cưng. Hả? Trời. Siêu xe nào? Ủa cái gì vậy? Wow. Ôi, xin giới thiệu với cưng, sau bao nhiêu năm làm gọi là YouTuber, sau bao nhiêu lượt mà các bạn xem quảng cáo giúp cho Mr. Dịch, cộng với cả việc buôn bán làm ăn kinh doanh của quán ăn của anh thuận lợi. Trời ơi, xin giới thiệu với em, xe Lamborghini đời mới phiên bản Limited ship thẳng từ Mỹ về. Trời ơi mấy bạn ơi, mình mới vừa mua được có chiếc xe máy thôi, còn anh Dịch là anh chơi nguyên chiếc Lamborghini luôn bạn ơi. Trời ơi. Đút cái đầu vô đây cái chỗ nó sang cái người gì đâu không á. Trời ơi, nội thất là thơm, sơn, mới. Môi trời ơi. Trời ơi. Anh ơi, anh có thể nào cho em leo lên em chạy ké được không? Cho em mượn chạy xíu được không? Trời ơi, anh em với nhau mà chạy ké tôi. Gì? Cho chạy ké đi, nhìn cái xe Lamborghini là em thích rồi. Em ước mơ mua được Lamborghini á, có thể nào cho em chạy ké được không? Trời ơi, chỗ anh em mình với nhau mà, trời ơi, tất nhiên là không rồi. Ủa, cái gì kỳ vậy? Ủa, tính ra anh kêu là anh em thì anh phải cho em mượn chứ. Với lại là xe Lamborghini cũng là ước mơ của em, anh có thể nào cho em chạm nhẹ nó cái được không? Không được, bởi vì đây em nghĩ em bây giờ em nhìn cái thứ nhất là cái con mắt thẩm mỹ của em nè, chọn cái xe gì đâu mà xe giống giống ve chai mà em rồi em nói chiêu xe rồi nãy anh đứng anh thấy em lự của em đi em bốc đầu luôn là đó, bị anh cho em mượn rồi em tung vô cổ điện làm sao? Trời ơi,
ơi, cho em mượn đi mà. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp. Cho ngỏ thế thôi, trời ơi. Xem mượn đụng vô xước sơn. Xước sơn cái gì mà xước sơn. Trời ơi, các bạn ơi, anh dịch ích kỷ quá. Anh em nhau không mà lâu lâu dịch mua chiếc Lamborghini, dịch không cho mình đụng vô miếng các bạn ơi, dịch ích kỷ quá. Trời ơi, tức quá. Trời ơi, không thèm. Trời ơi, anh dịch nghĩ sao vậy? Lamborghini, nhưng mà chỉ là Lamborghini trong game thôi. Ai mà thèm, em mua Lamborghini ngoài đời thật luôn cho anh coi nè. Trời ơi, trời ơi, Lamborghini trong game mà không có rồi, mày đặt rồi em mua Lambo ngoài đời. Trời ơi, sao đi, thôi vô đi lấy tiền đi rửa xe mới này. Trời ơi, xe đẹp quá. Trời ơi, mày đặt đồ ha, mày đặt Lamborghini đồ. Mấy bạn ơi, bây giờ nè, mình sẵn sàng bỏ tiền ra để mua một chiếc Lamborghini ngoài đời thật luôn. Các bạn chuẩn bị coi nha. Mấy cái chiếc mà trong game thì nói làm gì. Trời ơi, mặc dù nhìn nó cũng đẹp thiệt á, nhưng mà không thèm. Trời ơi, Lamba mấy chiếc màu, nhìn cái màu thôi thấy quê rồi. Trời ơi, không thèm. Mình tự về nhà mình mua Lamborghini ngoài đời thật luôn bạn ơi. Leo xe chạy về nè. Thôi khỏi đi, bỏ luôn xe đi. Cái xe nhìn bây giờ mình nhìn thấy nó cùi bắp quá, không thèm nữa. Ok, đi về, mình sẽ mua Lamborghini ngoài đời thật luôn cho anh em xem nha. Ok, let's go. Ok bạn ơi, ngay bây giờ nè, mình sẽ dẫn bé Cam đi mua Lamborghini cùng với mình nha. Trời ơi, dăm ba mấy chiếc Lamborghini trong game thì đã lạ gì đúng không? Mình sẽ mua Lamborghini ngoài đời thật luôn. Mua không Cam? Mua ha. Ok, mình sẽ dẫn Cam đi mua Lamborghini với bạn. Trời ơi, mua cho Cam một chiếc Lamborghini luôn. Ok, chịu ha, đi ha. Ok, đi thôi nào. Let's go. 1 hour later. Ok bạn, và sau đây là chiếc Lamborghini của mình nè. Xem đây. Xịn chưa? Ok bạn ơi, thật ra là làm YouTube đâu có tiền đâu, cho nên là xài xe đồ chơi thôi bạn ơi, chứ tiền đâu mà mua xe thiệt đúng không? Đấy bạn coi nè, đây. Xe của mình đặc biệt hơn Lamborghini ở chỗ là nó biến thành robot được luôn nha bạn. Bạn coi nè, đó. Bùm. Xịn chưa? Ok, biến lại bình thường nè. Đặc biệt nha, nó có cảm ứng luôn nha bạn coi nè. Đó, ghê không? Lại nè. Đấy, xịn chưa? Ghê chưa? Thì video này mình quay là để cho anh em cho vui thôi. Thật ra tiền đâu mua Lamborghini các bạn. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tiền đâu mua Lambo các bạn. Ok, bye bye. Buồn lắm.